Này, em có bao giờ nghĩ đến việc đi nâng mũi cho cao hơn tí xíu không? Là câu mà người mình cùng hẹn hò đã hỏi trong lần đầu gặp nhau. Anh ấy tiếp tục nói, nếu sống mũi của em cao hơn tí là đạt chuẩn đẹp luôn đấy. Mình chỉ mỉm cười lúc ấy và không tiếp tục chủ đề này nữa. Đương nhiên sau đó thì mình cũng không giữ liên lạc với anh đấy. Tuy nhiên, khi đó mình đã tự hỏi, thế nào là vẻ đẹp chuẩn? Dường như ai trong số chúng ta cũng từng trải qua cảm giác tự ti vì bất kỳ một đường nét bộ phận ngoại hình nào đó trên cơ thể. Sự mặc cảm ngoại hình có thể tìm đến bất cứ ai, dù là người được mọi người cho là xinh đẹp nhất. Và nó có thể đeo bám dai dẳng không ngừng cả một khoảng thời gian dài, rút đi mọi sự tự tin của cô ấy. Và trong trường hợp tệ nhất, nó trở thành thứ có tên rối loạn mặc cảm ngoại hình. Với mong muốn giúp đỡ mọi người nâng cao nhận thức và quan tâm tới sức khỏe tinh thần của chính bản thân mình nhiều hơn, nhóm tác giả Nhi Hồ và Thùy Anh đến từ dự án giáo dục tâm lý Inside Out đã cho ra bài viết Rối loạn mặc cảm ngoại hình. Bài viết này nằm trong chuỗi bài thuộc chủ đề tâm lý được thực hiện bởi Inside Out. Stay tuned và đăng ký kênh của Spider Room để nhận được những thông báo về các chặng dừng tâm lý tiếp theo nhé. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu nhận diện rối loạn mặc cảm ngoại hình với chúng mình nào. Sự ăn sâu của vẻ đẹp chuẩn trong cuộc sống hàng ngày. Vẻ đẹp chuẩn, tuy tùy vào mỗi quốc gia, mỗi khu vực lại có những biến đổi nhất định trong tiêu chuẩn, nhưng tất cả đều có chung một điểm tương đồng khá đáng lưu ý, đó là cách nó len lỏi ăn sâu vào trong đời sống xã hội hàng ngày. Chẳng hạn như ở Hàn Quốc, theo mình đọc được từ tờ The Atlantic, việc phụ huynh tặng suất giải phẫu thẩm mỹ cho các bạn học sinh như món quà tốt nghiệp phổ thông không còn là xa lạ nữa. Những tiểu phẫu như là cắt mí, nâng mũi hay tạo cằm V-line đã trở nên rất thịnh hành cho cả nam và nữ. Từ đó, những tiêu chuẩn sắc đẹp trong xã hội như là mắt hai mí, mũi dọc dừa, gương mặt trái xoan và cằm V-line lại càng được duy trì. Nhan sắc được quan trọng hóa đến mức nhiều học sinh Hàn Quốc chia sẻ rằng họ cần vẻ bề ngoài thu hút hơn để trở nên thành công trong cuộc sống. Hay vừa qua, vào năm 2020, theo tờ CNN, Robert Pattinson, nam chính đốn tim của loạt phim Chạng Vạng, được bầu chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Tỷ lệ giữa những bộ phận trên gương mặt của anh ấy đã được đo và tính toán. Kết quả cho thấy, gương mặt anh ấy có tỷ lệ tương đối nhất. Chiều dài của đôi tai bằng với chiều dài của sống mũi. Độ dài của con mắt bằng với khoảng cách giữa cặp mắt của Pattinson. Đó cũng là tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của nam giới tại châu Âu và Mỹ. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Vẻ đẹp của người con gái Việt Nam được quan niệm và vẽ nên qua những câu ca dao như là chân mày vòng nguyệt có duyên, tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng. Hay là những người con mắt lá răm, đôi mày lá liễu đáng trăm quan tiền. Hay nói cách khác, người con gái Việt đẹp phải là người con gái có mái tóc đen tuyền, làn da trắng nõn, đôi mắt bồ câu và thân hình nhỏ gọn. Mình có quen một bạn nữ đã chia sẻ rằng ba mẹ bạn ấy nghiêm túc cấm bạn ấy không được cắt tóc ngắn quá vai hoặc nhuộm tóc vì muốn duy trì hình tượng người con gái Việt Nam truyền thống. Tuy mỗi một quốc gia sẽ mỗi khác, nhưng ở đâu cũng có những tiêu chuẩn riêng về vẻ đẹp. Chính ở Việt Nam, những tiêu chuẩn về vẻ đẹp truyền thống đi kèm với ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đã và đang tạo ra những áp lực cho các bạn trẻ về mặt ngoại hình. Rối loạn mặc cảm ngoại hình, định nghĩa và dấu hiệu nhận biết. Vào năm 2016, bác sĩ tiến sĩ chuyên khoa da liễu Neelam Avasha đã chia sẻ rằng có một ranh giới mong manh giữa rối loạn mặc cảm ngoại hình và sự chú trọng chăm chút vẻ bề ngoài để phát triển bản thân tích cực hơn thông thường. Làm cách nào để biết bạn thuộc về bên nào của đường ranh giới đó? Khi bạn dành ra 2 tiếng vào buổi sáng để trang điểm ư? Hay là khi bạn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ? Hay khi bạn liên tục so sánh bản thân mình với những hình mẫu lý tưởng trên mạng xã hội? Một khi những hiện tượng tâm lý này vượt quá kiểm soát của bản thân, nó đã biến thành vấn đề tâm lý mang tên rối loạn mặc cảm ngoại hình. Theo nghiên cứu năm 2018 của Phillips và Stein, rối loạn mặc cảm ngoại hình là trạng thái tâm lý tiêu cực của một cá nhân về ngoại hình của họ, từ đó gây cản trở và tạo áp lực trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như ảnh hưởng xấu đến năng lượng trong công việc. Những người có rối loạn mặc cảm ngoại hình bị ám ảnh bởi một hoặc nhiều khuyết điểm trên cơ thể. Cho dù nỗi ám ảnh này có phản ánh đúng hiện thực hay không, rồi trở nên tự ti và chán ghét bản thân. Họ lặp đi lặp lại những hành động như là soi gương xuyên suốt trong ngày để kiểm tra bản thân, chăm chút bề ngoài một cách thái quá và liên tục so sánh họ với những người khác. Rối loạn mặc cảm ngoại hình thường bắt đầu được hình thành từ 10 đến 19 tuổi và hay gặp ở nữ giới hơn. Tại Mỹ, khoảng 2% đến 3% dân số mang trong người chứng mặc cảm này. Việc quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài của mình là điều vô cùng bình thường khi chúng ta tới tuổi dậy thì. Tuy
nhiên, khi chúng ta cảm thấy tự ti tới nỗi không thể ra khỏi nhà, khóc lóc hàng giờ đồng hồ trước tủ quần áo, thì rất có thể bạn đang chịu đựng ảnh hưởng của rối loạn mặc cảm ngoại hình. Cần lưu ý rằng, chỉ chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần mới có thể đưa ra chẩn đoán chính xác cho rối loạn này. Bạn chớ vội tự chẩn đoán mà lấy rước vào mình những lo âu không đáng có nhé. Vậy, vì sao chúng ta cần phải can thiệp và trị liệu rối loạn mặc cảm ngoại hình? Năm 2017, tờ báo People đã đưa tin một cô bé 13 tuổi, Rosalie Avila, đã để lại di thư là lời xin lỗi ghi rằng: "Tôi đã muốn chết vì tôi nghĩ rằng mình thật xấu xí", trước khi tự treo cổ kết liễu đời mình. Cô bé hy vọng gia đình sẽ không trưng di ảnh trong lễ tang vì cô nghĩ mình không đủ xinh đẹp trong những bức ảnh của mình. Rosalie Avila không phải là nạn nhân duy nhất của chứng mặc cảm ngoại hình này. Một bạn nữ tên Thanh Huyền cũng đã chia sẻ trên diễn đàn iron.net rằng bạn ấy thấy mình thật xấu xí với ngoại hình béo ú, mặt thô. Dù cố gắng hòa đồng, nhưng tớ vẫn chẳng có bạn thân và còn bị lợi dụng. Tớ luôn thấy cô đơn, lạc lõng trước mọi thứ. Khi bạn ấy tâm sự với ba mẹ, thì bố mẹ không hiểu, bố mẹ còn chê ngoại hình có phần thô kệch của tớ rằng tớ không được xinh đẹp như chị, học hành cũng kém hơn. Để kết thúc lời chia sẻ, bạn ấy nói rằng mình muốn tự tử để kết thúc sự mặc cảm và ghẻ lạnh của gia đình, của xã hội. Như có thể thấy từ hai ví dụ trên, rối loạn mặc cảm ngoại hình không những sẽ tác động lên sức khỏe tâm lý của một người, làm giảm khả năng giao tiếp, sinh hoạt tập thể và sức khỏe thể chất, mà còn có thể khiến cho một người tự chọn kết liễu cuộc đời mình. Những thống kê hiện tại cũng ủng hộ những phát hiện trước đây, cho thấy rằng rối loạn mặc cảm ngoại hình là một rối loạn tâm lý phổ biến, với tỷ lệ gặp rối loạn này rất đáng kể. Hơn nữa, những người bị rối loạn mặc cảm ngoại hình so với những người không bị rối loạn có các tiền sử phổ biến rất đáng chú ý trong việc sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, tỷ lệ người có ý định tự tử và tỷ lệ tự tử. Vì vậy, sự can thiệp và trị liệu tâm lý kịp thời cho rối loạn mặc cảm ngoại hình là điều thiết yếu để đảm bảo chất lượng sức khỏe tâm lý. Hãy đẹp vì chính mình và cho bản thân mình. Thật ra bản thân mình cũng đã từng tự tạo áp lực cho bản thân. Trong lúc so sánh bản thân mình với minh tinh điện ảnh, mình đã từng tự đầu độc suy nghĩ bản thân rằng mình cần phải ốm hơn, sở hữu một làn da phải trắng hơn để được mọi người công nhận rằng mình xinh đẹp. Tuy nhiên, khi có những suy nghĩ như vậy, mình cũng đã vô tình tự hạ thấp bản thân và xa lánh mọi người hơn. Lúc học trung học, mình bắt đầu nổi mụn do dậy thì. Bây giờ nghĩ lại, mình cảm thấy thật hối tiếc khi mà mình đã từ chối rất nhiều buổi họp lớp vì mình không muốn mọi người nhìn thấy làn da không hoàn hảo mà đánh giá mình. 4 năm trung học của mình cứ vậy mà trôi qua và mình không thể nhớ được kỷ niệm vui với bạn bè nào cả. Khi lên năm đầu đại học, mình lại tập trung vào vấn đề cân nặng. Mình bỏ ngoài tai những lời khuyên của gia đình và bạn bè mà ép thúc bản thân phải nhịn ăn và kiêng cữ theo hàng chục chế độ giảm cân. Mình đã giảm cân một cách đáng kể, nhưng sức khỏe mình đã suy giảm trầm trọng đến nỗi thường xuyên ngất xỉu trong trường. Nếu được quay ngược lại thời gian, mình sẽ khuyên chính mình hãy thương và bao dung với bản thân hơn. Chính vì thế, nếu bạn muốn trang điểm đậm, tập gym hay muốn thay đổi một phần nào đó trên cơ thể, thì hãy làm nó vì bản thân mình. Hãy làm đẹp cho bản thân vì điều đó làm cho mình hạnh phúc và làm cho mình khỏe hơn, chứ không phải để làm vừa lòng xã hội. Hơn nữa, chính bản thân chúng ta không nên chỉ trích và đánh giá những người xung quanh qua vẻ bề ngoài của họ. Hãy thử nhìn vào nội tâm của một con người, học cách yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn một chút. Cảm ơn bạn đã xem tới cuối video này. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ đều đang và sẽ yêu thương cơ thể của mình bởi chính bản thân mình. Và muốn mình trông thật đẹp mỗi ngày vì điều đó làm bạn hạnh phúc, không phải vì người nào khác trong xã hội này. Hãy comment chia sẻ câu chuyện của mình ở bên dưới để chúng ta cùng động viên nhau nhé. Đừng quên ghé qua website Inside Out để khám phá những bài viết tương tự nhé. Link mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!